Galibusin xin chào tất cả quý khách hàng. Một hạng mục mà được rất là nhiều chủ xe ưa chuộng đó chính là cái phần sàn gỗ, nâng cấp sàn gỗ cho các dòng xe ô tô. Và sàn gỗ thật này á thì mình thường sử dụng cho những cái dòng xe 7 chỗ phơm lớn trở lên như là Kia Carnival nè, Kia Sedona nè, hoặc là Fortuneo nữa. Bởi vì cái mặt sàn của những cái dòng xe này á nó đã phẳng sẵn rồi. Khi mà mình lên sàn gỗ thì nó sẽ hiệu quả hơn, nó bền bỉ hơn. Còn với những cái dòng xe 7 chỗ nhỏ thì khách hàng có thể tham khảo là sàn nhựa giả gỗ nhé. Trước mặt mình đây đó chính là sàn gỗ ốc chó mình lót cho Kia Carnival. Cái vân gỗ rất là đẹp, rất là thẩm mỹ luôn. Và với cái nội thất xe này á thì nhìn nó rất là hài hòa. Đặc ưu điểm của sàn gỗ á là nó lên cái nội thất nào mình nhìn nó cũng đẹp và nó khớp cả, và nó sang trọng hơn rất là nhiều nữa. Cái này mình có thể nhìn thấy ha. Mình có thể là lót sàn gỗ full từ đằng trước ra đằng sau xe luôn. Full từ ở phía cái gác, cái đạp chân của khách hàng luôn. Để mình giữ vệ sinh sạch sẽ hơn nè, dễ vệ sinh, dễ lau chùi hơn. Khi mà mình làm rớt nước bên dưới này á, mình cũng có thể là rất là dễ dàng và một thao tác lau dọn thôi. Mình tiết kiệm được cái thời gian vệ sinh, tiết kiệm được cái chi phí để cho sau này mình có quá trình mình vệ sinh đó. Và cứng cáp nữa ha. Để mình bước lên cho khách hàng xem thử nha. Khi mình độ lại cái sàn gỗ á đó, thì nó rất là cứng cáp luôn. Mặt sàn rất là cứng cáp thì mình đi rất là vững chắc. Mình không sợ là bị vướng víu khi là mình làm những cái thảm ở trên này nữa. Thảm nỉ hay gì đó thì nó không, mình hoàn toàn là mình khắc phục được cái hiện tượng là mình bị vướng ha. Ngoài ra thì sàn gỗ á, nó sẽ tạo cho cái không khí trong xe nó rộng rãi hơn rất là nhiều luôn. Bởi vì nó nằm sát xuống mặt sàn nè ha, rất là thẩm mỹ và vệ sinh nữa. Ngoài ra thì nó sẽ còn không bám mùi để giúp cho cái khoang xe của mình lúc nào cũng thơm, cũng sạch sẽ cả. Và điểm nhấn đặc biệt ở trên Kia Carnival này đó chính là mặt sàn gỗ được lót full từ ở đằng sau cốp này ra đằng trước luôn. Khách hàng mình sẽ thắc mắc là tại sao lót full được, bởi vì cái này đó chính là cái phần ốp lưng ghế. Ghế đã được nằm xuống và Bika Limousine của mình đã thiết kế cái mặt ốp lưng ở phía sau này thành cái sàn gỗ luôn. Như mình có thể thấy ha, những cái chi tiết ở đây nè đó, mình làm liền lạc luôn. Có những cái hệ thống ốc ở đây để cho mình dễ dàng nâng cái phần ghế lên một xíu ha. Thì ở đây cũng có luôn. Và điểm ưu điểm đó chính là khi mình trải ra như vậy, khách hàng mình sẽ thấy được cái sự liền lạc rất là đẹp, rất là thẩm mỹ cho sàn Kia Carnival. Ưu điểm thứ hai, khi mà khách hàng mình nâng cái phần ghế băng cuối lên thì cái mặt ốp lưng của nó nhìn rất là thẩm mỹ đó. Mình nhìn nó liền lạc với cái hệ thống xe. Và khi mà mình sau này mình đi một thời gian mình muốn bọc da thì mình chỉ việc là bọc da cái phần trước ghế thôi. Cái phần ốp gỗ này mình vẫn giữ, bởi vì cái chất liệu này xài rất là lâu dài luôn, nên là khách hàng mình hoàn toàn an tâm về cái độ bền bỉ ha. Đó, cái gấp cúc này á, là để cho khi mình ốp xuống nó có cái độ trễ ra phía sau này, nó thẩm mỹ và nó đẹp hơn. Với rất là nhiều ưu điểm của sàn gỗ thật thì các anh chị chủ xe của mình nên tham khảo ha, và tìm cái phương pháp và lắp đặt phù hợp cho xe cương của mình. Hiện tại thì Bika Limousine là một trong những đơn vị và mình chuyên thi công sàn gỗ thật, sàn nhựa vân gỗ dành cho xe ô tô. Mình có thể đến đây để tham khảo mẫu mã nè, để được tư vấn một cách hợp lý nhất theo chi phí và nhu cầu của mình. Hotline quen thuộc của Bika Limousine là 1800 9254, và mình có thể lên website để tham khảo mẫu mã bikaauto.vn, bikaauto.org. Mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả các khách hàng trong những sản phẩm tiếp theo nhé.